Thưa quý vị, liên quan đến vụ vận chuyển 6 bánh heroin và gần 1 kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam, thì sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, chiều ngày 9 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 2 bị cáo là Trần Văn Giang, sinh năm 1980 và Hồ Minh Nhật, sinh năm 1973, cùng mức án chung thân do tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Thông tin đến từ truyền hình An Giang. Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2020, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp cùng chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình và công an thị trấn Long Bình tổ chức tuần tra kiểm soát đến khu vực thuộc ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì phát hiện Giang và Nhật có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện Giang cất giấu trên người và trong túi xách 4 bánh heroin trọng lượng hơn 1,38 kg và một bọc metavitamin trọng lượng 995 g. Trong người của Nhật cất giấu 2 bánh heroin trọng lượng hơn 700 g. Tổ công tác tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang. Ngày 10 tháng 7, Nhật và Giang bị khởi tố tạm giam để điều tra. Trong quá trình điều tra, Giang và Nhật khai nhận số ma túy trên được đối tượng bên Campuchia thuê vận chuyển từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh, giao cho người khác sẽ trả công cho Giang 15 triệu đồng, Nhật 6 triệu đồng thì cả hai đồng ý. Khi vận chuyển đến khu vực trên thì bị phát hiện và bắt quả tang.